Vừa qua, công ty nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc đã khai trương thêm phòng khám y học cổ truyền dân tộc tại biệt thự số 31, ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngày đầu đã diễn ra nhiều hoạt động như khám chữa bệnh thiện nguyện và trao tặng các phần quà giá trị tới một số bệnh nhân gia đình chính sách. Hơn 100 người dân được khám chữa bệnh miễn phí cùng những suất quà đã được trao tặng cho các bệnh nhân, những người có công với cách mạng. Phòng khám thuốc dân tộc được đưa vào hoạt động với sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ trong lĩnh vực y học cổ truyền của Việt Nam và trang thiết bị hiện đại, với tiêu chí mang tới cho người dân những dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt nhất, bài thuốc, dược liệu tốt nhất và chi phí hợp lý.